Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu. Theo thống kê, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại đã triển khai hơn 1.000 đề án với tổng kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến thương mại từ ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn khác là gần 255 tỷ đồng. Với sự hướng dẫn của Cục Xúc tiến Thương mại, nhiều đơn vị chủ trì đã chủ động chuyển đổi hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống sang hình thức trực tuyến như hội chợ trực tuyến, giao thương trực tuyến. Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã hỗ trợ hơn 5.000 lượt doanh nghiệp với kết quả giao dịch ngay tại các sự kiện đạt hơn 34 triệu đô la Mỹ và gần 100 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Xúc tiến Thương mại cũng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành địa phương, hiệp hội xây dựng và triển khai các đề án xúc tiến thương mại mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng cơ sở dữ liệu tập trung trực tuyến về xúc tiến thương mại CRM, cổng truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại www.ichess247.com, hệ sinh thái xúc tiến thương mại Vcubis, v.v. Tại buổi lễ kỷ niệm trực tuyến 21 năm ngày thành lập Cục Xúc tiến Thương mại, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, người lao động của Cục Xúc tiến Thương mại đã quyết tâm vượt qua những thách thức, khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn Cục Xúc tiến Thương mại tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn, hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến thương mại ở cấp trung ương và địa phương, hoàn thiện và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh hội nhập.